mừng lễ trọng kính Đức Maria với thức hiệu Truyền Tin. Hôm nay ngày đặc biệt của Đức Mẹ, các chị em, các ông đã trong hội Legio Curia đầu tiên đã tụ họp nơi đây để tổ chức lễ ICS dâng lên Đức Mẹ lời tuyên cấn của mình. Cùng với các chị anh chị em trong hội Legio có cả đoàn truyền tin của giáo xứ cũng nhận Đức Mẹ truyền tin là nguồn mạng, và mặc dù đã long trọng cử hành vào ngày Chủ nhật vừa qua, nhưng hôm nay là chính ngày một cách linh thiêng, và đoàn cũng như là các anh chị em của Legio chính thức dâng lên Mẹ những lời nguyện xin trong thánh lễ trọng này. Xin Mẹ phù hộ và dẫn dắt chúng ta trên con đường chông gai của cuộc sống. Và cũng phải thêm rằng tất cả các chị em mà nhận Đức Mẹ là một mạng với tên thánh là Maria, chúng ta cũng xin nhân lên Mẹ lời xin khấn của chúng ta. Vậy chúng ta hãy thành tâm sám hối những lỗi lầm, những thiếu sót, xin Mẹ cầu hồn Chúa tha thứ cho chúng ta. Thì được biết trong những hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện theo ý chỉ